hơn về thạch sơn bồ, tác dụng cũng như tác hại của nó. Hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Xin chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chúng tôi hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn xem truyền hình. Xin chào biên tập viên. Dạ. Thưa ông, cho biết là thạch sơn bồ thực chất là loại cây gì và được sử dụng trong những trường hợp như thế nào? Thạch sơn bồ là một cây thuộc thảo, nó mọc ở nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta nó hay mọc ở những vùng rừng núi có khe suối, có bờ đá, cho nên là nó có hai cái loại gọi là thạch sơn bồ và thúy sơn bồ. Thì cái thân rễ thạch sơn bồ đã được dùng hàng nghìn năm nay trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Ví dụ như trong bản thảo cương mục của Thành Long trước Công Nguyên cũng đã có thạch sơn bồ để chữa một số bệnh rồi. Ở nước ta thì trong Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông cũng dùng thạch sơn bồ và rất nhiều bài thuốc, và Lãn Ông đã quy nạp thạch sơn bồ vào bộ kim theo cái thuyết ngũ hành. Mà trong ngũ tạng ấy, thì phế là thuộc về kim, cho nên rất có thể là thạch sơn bồ đã dùng để chữa bệnh về phế, trong đấy có chữ ho. Thế và rất nhiều những cái lương y đã hàng nhiều năm nay cũng dùng thạch sơn bồ trong nhiều phương thuốc, trong đấy cũng có chữ ho. Thưa ông thì từ trước đến nay thì ở Việt Nam cái thuốc bổ phế vẫn được sử dụng và người ta không cho cái thành phần này vào, và đương nhiên là tác dụng của nó vẫn rất tốt. Nhưng tại sao gần đây lại có một số những cái sản phẩm thuốc ho bổ phế lại cho cái thành phần dược phẩm thành phần là thạch sơn bồ vào? Thực tế thì từ nhiều năm nay cũng không phải là ở trong mọi phương thuốc ho là đều không có thạch sơn bồ đâu. Theo tôi là có thạch sơn bồ trong một số phương thuốc chữa ho, và trong cái việc bốc thuốc chữa ho của một số lương y, của nhiều lương y hàng ngày, người ta cũng dùng thạch sơn bồ, bởi vì cái lý luận là như tôi vừa nói là Hải Thượng Lãn Ông quy thạch sơn bồ vào bổ kim, tức là chữa những bệnh về phế. Thứ hai, thạch sơn bồ có cái công năng chính là trục đàm, hóa đàm, mà nhờ có hóa đàm đó nó chữa ho. Thế cho nên là rất có thể là hiện nay một số các cái hãng sản xuất người ta cũng khai thác cái tác dụng đó, thạch sơn bồ người ta đưa vào thuốc. Thưa ông, vậy thì vừa rồi thì Cục Quản lý Dược có đưa ra một cái thông báo về những cái tác hại mà thạch sơn bồ có thể gây ra. Ông để cho biết là thạch sơn bồ có thể gây ra những tác hại gì đối với sức khỏe của người sử dụng và trong trường hợp như thế nào? Những cái thông tin về cái tác dụng độc của thạch sơn bồ thì ở nước ta cũng đã biết từ 30-40 năm nay rồi. Từ những năm 70-80 của thập kỷ trước, của thế kỷ trước, thì đã có thông tin về cái thạch sơn bồ, mà cụ thể là cái thành phần beta aggaron trong tinh dầu thạch sơn bồ có thể gây ung thư và gây hại đến chức năng của tim, của gan, vân vân. Thế cho nên là hiện nay là phải chăng nếu mà quá một cái hàm lượng nào đó có cái quy định mà nếu vượt quá nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ kia? Thực tế thì trong những cái thuốc mà sử dụng trong y học cổ truyền thì thông thường là người ta lấy cái nước sắt, tức là cho thuốc vào nước đun sôi lên rồi dùng cái nước đó dùng ngay, hoặc là hiện nay chuyển dạng bào chế thành thuốc viên hoặc siro để dùng. Khi mà đun sôi như vậy thì cái thành phần tinh dầu là nó sẽ bốc hơi theo hơi nước, nó bay đi hết. Tinh dầu là trong đấy có beta aggaron, cho nên thực tế trong thuốc ho nếu có dùng thạch sơn bồ thì theo tôi cũng còn cái lượng beta aggaron rất ít, rất ít. Thế mà cũng do cái thông tin về cái tác hại của beta aggaron như vậy, cho nên là 30-40 năm trước ở nước ta cũng đã có một vài công trình nghiên cứu là người ta chuyển cái đồng phân beta aggaron thành alpha aggaron là một cái chất không có độc. Thưa ông, vậy thì là một người công tác lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy thì đang nắm giữ, thì ông có thể đưa ra một vài khuyến cáo cho người dân trong bối cảnh hiện nay đang có những khuyến cáo như vậy từ Cục Dược đối với một số loại thuốc ho có chứa thạch sơn bồ? Như tôi nói trên thì thạch sơn bồ đã dùng hàng nghìn năm nay trên thế giới, có cả nước ta, và thậm chí
là nhiều sách cổ ghi thạch xương bồ là một vị thuốc rất tốt, thậm chí còn là vị thuốc bổ. Ví dụ như hai thừa đảo ngông đã dùng thạch xương bồ và những cái phương thuốc bổ phế tâm tỳ, và trong đây chắc chắc là có tác dụng chữa ho trong đó. Nhưng mà vừa rồi thì có những cái thông tin về cái độc hại của cái beta hydroxy trong tinh dầu thạch xương bồ, và thực tế từ năm 1968 thì cái cơ quan FDA của Mỹ đã cấm sử dụng cái thạch xương bồ và cái chế phẩm thạch xương bồ làm thuốc, làm thực phẩm. Và 2002-2003 thì những cái cơ quan quản lý về thuốc và thực phẩm ở châu Âu người ta cũng khuyến cáo là không nên sử dụng, và người ta còn đưa ra cái hàm lượng tối đa beta hydroxy sử dụng cho một cân thể trọng của một người trong một ngày như thế nào. Thế cho nên là theo tôi thì đó là những cái tài liệu chúng ta phải tham khảo. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, ngày nắng, đêm lạnh và thời tiết lại ra mùa đột biến.